Không, thực sự là cái này nói với là nó là một cái ước nguyện của Hương, là làm sao trước khi mình chết thì mình thấy nó lan truyền này ra được. Chào mừng mọi người đến với tập cuối cùng của hành trình tìm hiểu về loài cá sấu hoang dã của Việt Nam. Sự tồn tại của cá sấu trong môi trường tự nhiên có vai trò hay lợi ích gì cho con người? Mời mọi người cùng Sticky bắt đầu hành trình này. Khi bắt đầu nuôi cá sấu thì do mình làm trong thợ thuyền viên đó, cho nên cái khái niệm gọi là khai thác bền vững. Sự khai thác bền vững được định rõ là sử dụng chính việc khai thác lợi ích từ cá sấu, bảo mật là nhằm thỏa mãn những nhu cầu của con người, như là một phương tiện để bảo tồn sự tồn tại và không làm nguy hại đến các thế hệ tương lai của chúng trong tự nhiên. Cái đó là tiêu chuẩn của thế giới kinh doanh động vật hoang dã, là cái đó là cái quan điểm của họ. Nó khuyến khích rằng những nhà kinh doanh vẫn giả hãy dành một phần lợi nhuận mình để phục vụ cho việc bảo vệ của nó trong thiên nhiên hoặc là tái tạo thiên nhiên, thì chính cái đó là mình mới tạo cảm hứng cho mình là mình mới yên tâm kinh doanh này. Thì tới năm 96 thì cá sấu đang nuôi nhiều lên, thì đang năng suất bán được từ tự nhiên, cái nó Thái Lan nó mua của Việt Nam, gần nó không mua nữa, dư quá đi. Thì lúc đó tụi này mới mở ra cá sấu hoa cà đó để giải quyết cái sản phẩm, coi như là để là vừa lấy thịt cá sấu để nuôi bán giống quán ăn vậy đó. Dạ. Chuyên về thịt cá sấu rồi lấy da nó thì mình làm sản phẩm. Thì mọi người mới phát hiện ra cái sản phẩm thì thật sự nó hay hơn nhiều. Một trong những cái đó không phải là cái cao cá sấu của chú phát hiện ra chứ? Cao cá sấu thì nó là một cái phát hiện, không phải mình phát hiện, là cái một cái phát hiện bất ngờ thôi. Tại vì là lúc mà mỗi năm thì nuôi cá sấu thì kiểm lâm họ mới tới họ kiểm tra đàn mình để họ kiểm tra mình sản xuất bao nhiêu con vậy đó, để cấp giấy mình có thể xuất khẩu được. Thì cái anh cán bộ kiểm lâm anh nói với ông làm thịt cá sấu rồi thì xương làm cái gì, thì mình nói xương đem bỏ thôi. Thì ông nói trời ơi, con hổ á, ở người Bắc con hổ á là 20 triệu một lạng, mà lúc đó là năm 2005 nha, mà chúng tôi bắt phải cái là vừa tù tội mà vừa phạt tiền nữa, mà người ta vẫn làm, chứng tỏ rằng cái cao hổ cốt rất là tốt. Thì người ta mới bỏ tiền ra mua như vậy. Thì tại sao mà ông không nấu cá xương này thôi, cá sấu với hổ thì hai con trong rừng thì cũng coi như là nó tương đương với nhau mà. Sấu thì cũng biết làm gì, thì cũng pha rượu rồi mời bạn bè uống thôi. Thì uống thì một số người sau khi uống thì họ bị đau xương khớp á, lúc đó cũng năm 2005 là mấy người cũng bốn mấy năm chục tuổi đau xương khớp, thì họ uống sáng hôm sau họ nói cái còn không cho mới uống nữa, tại vì thấy tối nay ngủ khỏe quá. Thiền cứu đã xong rồi, sau thời gian mới đưa giúp được mấy đứa bé thứ tinh rồi. Dạ, em tên Phạm Tài Phát, năm nay em 21 rồi ạ. Quê em ở Kiên Giang. Dạ, nhà có hai anh em con út và một anh hai. Anh hai em người bình thường không bị gì. Cái gia đình là có mình em bị đột biến gen đó, cho nên mới bị. Con tên là Lâm Kim Dung, năm nay con 16 tuổi. Ở quê con ở Đồng Nai, nhà con có ba anh chị em, có mình con là bị con ở giữa. Con tên là Đạo Hoàng Quý, con 14 tuổi, con ở Ninh Thuận. Nhà con có ba anh em, hai người em con không bị chứng tin. Chị tên Trúc, quê chị ở Bến Tre, ở trong thành Bến Tre. Chị thì có bé tên Nguyên, bé nào sinh năm 99 á, nay là 25 tuổi rồi. Hồi đó em ở nhà bị gãy chân nhiều quá cho nên lên trung tâm điều trị. Nhà hầu như là em ngủ cũng bị gãy chân, đi bệnh viện ở mà tỉnh điều trị, mà người ta kêu là bệnh này không điều trị được. Người ta kêu là mình đừng có vận động mạnh, tốt nhất là ngồi yên một chỗ, không nên vận động mạnh. Lúc mà con bị gãy đầu tiên thì đưa lên bác sĩ chẩn đoán là con gãy xương. Xong rồi lúc đó ba mẹ tưởng con là con gãy xương bình thường thôi, nên là cũng ở đó băng bột, xong rồi đưa về nhà. Xong rồi cái một thời gian sau con lành lại, xong rồi con lại bị tiếp tục bị gãy thêm lần nữa. Xong rồi mới đưa lên bệnh viện ở chỗ khác, thì người ta bảo là con bị xương thủy tinh. Đó con mới sinh ra con bị gãy chân. Ba con biết ở đây sao, mặt người ở đây. Ngày cái hồi mà bé của chị thì ở bệnh viện ở quê của chị cũng không có nói là xương thủy tinh nữa. Xong rồi té gãy tới gãy rồi bác Hưng á, mấy bữa đó xuống với nhà báo đó là nói bé giống như bị té bị nhẹ mà nếu mà học rồi cũng được á.
mới lên, rồi lên đây khám bệnh. Lên đây rồi bác chở đi ra bệnh viện rồi khám, rồi mới nói là bị xương mũi tinh. Lúc ở nhà cũng có một mình anh chơi, anh chạy buồn. Lúc mà ba mẹ biết con bị xương mũi tinh thì ba mẹ kiểu buồn. Nhưng mà ba mẹ cũng tìm hiểu để cho con ở một nơi nào mà thích hợp để an toàn, cho con không có bị gãy nữa. À, từ lúc hôm nay em thấy vui vẻ hơn, mà cũng nhờ điều uống thuốc điều trị nữa, cho nên em thấy sức khỏe em tốt hơn, xương khỏe chắc hơn, đứng hơn nhiều ở đây. Đi tập đi, em đang tập đi bằng nạng, và hàng ngày em tập tạ với bơi lội. Giờ bây giờ học bằng xe máy ba bánh. Em tự chạy xe đi học. Lúc mà con mới vô đây thì con cũng vài lần bị gãy, xong rồi từ từ con nhận thức được, xong rồi con đồng thời con cũng uống thuốc cao, rồi tập luyện là con không gãy nữa. Ở dưới mình không có biết á, ở hết cái trường đưa đi học á thì có mình con cái Nguyên đó nó bị thôi. Rồi lên đây được á thì uống thuốc, vừa uống vừa bơi á thì đi thì nó khỏe hơn. Với một cái này nhiều bạn cũng giống nhau, rồi đưa đi hai ba đứa vậy nó vui hơn, rồi nó giống như kiến thức nó học rồi nó giỏi hơn. Rồi lên đây tập tới giờ thì bé này học hình dược, rồi bé ra trường rồi đó. Dạ, ở đây là hoàn toàn miễn phí, bác Hân lo từ việc học đến việc ăn uống sinh hoạt. Khi mổ xẻ các cháu, khi dùng thuốc thì chúng tôi phải bỏ tiền ra để trả tiền cho bệnh viện mổ xẻ. Nhưng mà lý do miễn phí là chúng tôi cũng có nguồn kinh phí khi hoạt động kinh doanh đó, cũng lời cũng khá. Và tôi nhớ ơn một người mà đã giúp cho chúng tôi phát hiện ra cái cao này. Trong khi mình ta đang nghiên cứu cái cao này để trị bệnh xương khớp theo đông y đó, thì có một anh bạn thì anh nghe nói xương khớp và anh mới xin cục cao đem về nói cho chị anh uống. Thì khoảng 2 tuần sau thì chị anh mới gọi lại điện thoại cho tôi hỏi anh, tôi em tôi đem cao về tôi uống tôi bớt nhiều lắm. Cái nói tôi cũng thích quá, tôi nói vậy sẽ để gửi cho chị uống tiếp. Nó không, tôi gọi cho anh để tôi nói cho anh biết cái cao cá sấu của anh đó, là cái thuốc để cứu người chứ không phải để mang uống rượu đâu. Thì tôi cảm nhận cái tấm lòng ý đức đó đó. Thành ra là bây giờ đối với bé này thì chúng tôi cũng nghĩ lại giống như mình trả ơn chị Phương vậy đó. Thì tôi nghĩ cái ý đức của chị đó, chuyển mình là cái người dẫn qua lại người chuyển cái tâm đức của chị cho các cháu này thôi. Thì cái đề tài mà nghiên cứu trong đại học y dược mới phát hiện ra là gì? Collagen đó, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là keo. Collagen có nghĩa là keo, còn gen đó là cái chuyên cái gen trong cơ người mình đã tạo ra chất keo đó. Thì chính cái keo đó nó dính canxi lại. Thì khi mà con người ta lớn tuổi hoặc là như những đứa bé xương mũi tinh đó, cái gen nó tạo ra cái keo không đủ, cho nên canxi nó vô không đủ, thay vì 10 nó vô có 5-6 thôi. Thì như vậy thì khi thiếu thì không có đủ chất keo thì canxi không dính được. Mà chính không dính được mới là thiếu canxi. Đó thì chính cái đó là một cái phát hiện mà nói là rất là lớn. Cái thứ hai đó là cái sản phẩm da. Tôi cũng nói lúc đó cái năm 20 mấy á, cái đầu tư để về làm cái nó gọi là hoa cà fashion. Cái giá trị thứ nhất, cá sấu thì nó có xuất hiện từ cách đây 200 triệu năm cùng với thời khủng long tiền sử rồi. Là mình nhấn mạnh vào cái năng lượng của nó là tích lũy rất lớn. Cái chủ trương nuôi á, đặt cái những giá trị là nuôi phải tử tế, phải nhân đạo đấy, nó chăm sóc nó, ngay cả bắt vận chuyển tất cả mọi cái làm không làm cho nó đau đớn, cho nó vui chơi thoải mái. Và khi mổ đó thì cho nó ngủ, cho vô phòng lạnh để nó ngủ từ từ. Con bò sát có cái đặc điểm của nó là ngủ đông, thì khi mà hạ nhiệt độ xuống tới 5 độ thì nó hoàn toàn ngủ, nó không biết đau đớn. Lúc đó mới mổ thì nó để không đau đớn, thì lúc đó cái năng lượng mà tích lũy nó sẽ là năng lượng tích cực. Thứ hai nữa là mình cái người mình cái dân cái người ở Sài Gòn này là cũng là dùng đất cá sấu mà. Mình không đặt cái người mình may thẳng nấu, mình là công nhân mà là nghệ nhân. Thế là nghệ nhân xưởng, cái xưởng không phải xưởng sản xuất mà xưởng nghệ thuật thời trang đó. Rồi tất cả những người đó mình cũng đối xử với họ như là nghệ nhân, tức là rất trân trọng.
chứ không phải là công nhân, cứ chấm công rồi cứ phạt trường rồi nọ, để cho họ khi mà họ sáng tạo sản phẩm họ thoải mái. Rồi thứ ba nữa là bền vững, yeah. Tức là lung linh, đẹp lung linh là do năng lượng, thứ hai là tinh tế là do những bàn tay nhẹ nhàng, thứ ba là bền vững. Thiên nhiên kỳ diệu lắm, thực sự ra thì mình không hiểu hết rồi, mình khai thác không đúng cách nữa. Chứ còn nếu đúng ra mình, nó làm cho con người sẽ khai thác đúng cách, cho con người sẽ sống tốt hơn nhiều. Nên mình tốt đây mình không nói về đạo đức, mình nói về cái cuộc sống mọi người đó, mình sẽ cảm thấy nó bình an hơn nhiều, đối xử với nhau nó tử tế hơn nhiều. Sau này học xong em tính kiếm một cái nghề nó nhẹ hơn để giúp cho bản thân, để nuôi sống bản thân và cũng giúp gia đình. Con có ước mơ là làm neo, sắp tới thì con cũng sẽ về quê luôn. Thì con thuộc dạng là kiểu chữa bệnh xong rồi thì con đi được rồi, thường thường đi được là sẽ được về quê. Con tính về quê là con xin mẹ đi học neo để con mốt con mở tiệm tự nuôi bản thân. Hành trình khám phá về cá sấu vừa khép lại. Mình vô tình bắt đầu hành trình này khoảng hơn 2 năm trước, từ một cuộc dạo chơi vào bầu sấu ở vườn quốc gia Cát Tiên và có loáng thoáng nghe qua về dự án tái thả cá sấu. Cảm nhận lần đầu khi mình thấy cá sấu trong bầu sấu chỉ là những con vật có vẻ hay được cho là nguy hiểm cho con người đang bơi dưới nước, không dính dáng nhiệt tới mình hết. Nhưng mọi sự bắt đầu thay đổi khi mình tìm đọc được một bài báo cáo về việc tái thả cá sấu. Có một công ty tên là Cá Sấu Hoa Cà đã tài trợ cho chương trình tái thả này. Thật bất ngờ khi tìm kiếm trên Google thì công ty này là một công ty thời trang bán đồ da cá sấu. Nhiều câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu và mình bắt đầu đuổi theo để tìm câu trả lời. Nhiều duyên lành đã dẫn dắt mình gặp được nhiều người, cung cấp cho mình nhiều dữ kiện hay. Một trong số đó là sự may mắn khi mình đã hẹn được chú Tôn Thất Hưng, giám đốc của công ty Cá Sấu Hoa Cà, sau lần mình thí mạng cùi xong một đại cá sấu tìm xin gặp chú. Mình đã được ngồi nghe chú kể lại lý do chú cho cá sấu để tái thả vào bầu sấu. Hành trình chú bắt đầu kinh doanh như mọi người vừa theo dõi. Rồi mình lại gặp được chú Trần Văn Mùi, nguyên giám đốc của vườn quốc gia Cát Tiên, là người đầu tiên đã nghĩ ra việc phục hồi lại cá sấu trong bầu sấu. Và tự nhiên đến một ngày, mình liên kết được câu chuyện về cá sấu ở bầu sấu và những mảnh vàng được chôn kỹ dưới những tháp cổ ở khu thánh địa Cát Tiên. Mình thấy đã đến lúc kể lại toàn bộ câu chuyện này cho mọi người nghe. Sự tồn tại của cá sấu thì có liên quan gì đến chúng ta? Đầu tiên, thịt cá sấu là một lựa chọn thực phẩm khác có chứa nhiều chất dinh dưỡng cho con người. Tiếp theo là dược phẩm, mà theo cách nói khiêm tốn của chú Tôn Thất Hưng thì hiện tại chỉ là thực phẩm chức năng, có rất nhiều ý nghĩa cho những người bị xương thủy tinh và những người lớn tuổi có vấn đề về xương khớp. Và cuối cùng, da cá sấu cung cấp nhiều sản phẩm thời trang cho con người. Sau cùng thì đâu phải những loài được cho là không có ích cho con người thì không được tồn tại. Chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết về thiên nhiên, môi trường mà chúng ta đang ở trong đó. Có những loài gây hại cho con người, chúng ta muốn tiêu diệt và khiến nó tuyệt chủng, biến mất khỏi trái đất này, nhưng cũng đâu có được. Câu chuyện về cá sấu là mảnh ghép đầu tiên mà mình tìm được cho câu hỏi lớn, bức tranh lớn. Tại sao phải bảo tồn động thực vật hoang dã? Tại sao phải bảo vệ sự đa dạng sinh học? Hành trình mình đi vẫn sẽ còn tiếp tục. Câu chuyện này khép lại nhưng sẽ còn nhiều câu chuyện khác mà mình muốn kể và vẫn đang trên con đường tìm hiểu. Mong có thể hoàn thành sớm để kể cho mọi người nghe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến lúc này và hẹn gặp lại trong chuyến hành trình phiêu lưu tiếp theo. Chương trình này chúng tôi thực hiện tới đây là năm thứ 14 rồi. Tuy nhiên có một điều chúng tôi còn rất trăn trở là bởi vì nếu theo thống kê thì ở Việt Nam mỗi năm có thể từ 6 tới 100 cháu trẻ sinh ra bị mắc bệnh xương thủy tinh này. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi tiếp cận một năm cũng chưa tới 20 cháu.
thì đó có nghĩa rằng còn khoảng tới 6-80 cháu không được điều trị. Và kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng nếu mà trường hợp này mà chữa càng sớm càng tốt, ví dụ như mới sinh ra vài ngày mà uống được thì cái biến chứng sau này sẽ giảm đi nhiều lắm. Còn những cháu vô đây ví dụ 5-7 tuổi, có cháu vô đây đã 10+ tuổi rồi, thì ngoài cái việc cháu chịu đựng 10+ năm đó, cái việc chữa trị nó sẽ kéo dài hơn và phức tạp hơn, phải mổ, phải phẫu thuật, phải mổ xương các cháu xếp lại. Thế nên chúng tôi mong rằng là nếu ai biết được gia đình nào có cháu bị bệnh xương thủy tinh thì xin giới thiệu với chương trình này để có thể đi các cháu được điều trị sớm. Nếu mà gia đình nào mà xem được chương trình mà có quen biết hoặc là biết cái có người thân bị mắc bệnh xương thủy tinh hoặc có quen biết cái trường hợp nào bị bệnh xương thủy tinh thì có thể liên hệ với trung tâm Kim Cương Tươi Đẹp theo số điện thoại là 0906 616277. Và địa chỉ của trung tâm là nằm ở làng Cá Sấu Sài Gòn, 96-9-4, đường Nguyễn Thị Sáu, phường Thạnh Lộc, quận 12. Các bé vào trung tâm thì sẽ được tạo điều kiện cho các bé đi học nữa, thì các bé đến trường bằng cách là hàng ngày sẽ có xe của trung tâm, xe ô tô của trung tâm đưa các bé đến trường, chở các bé đến trường, xong rồi buổi trưa thì lại đón các bé về. Xong rồi buổi ăn, các bé ăn cơm nghỉ ngơi xong thì các bé nào đi học chiều thì lại lên xe rồi đưa đến ra trường, để đến buổi chiều tan học thì đón các bé về. Sĩ số của các bé ở trung tâm thì dao động khoảng từ 20-30, có hiện tại bây giờ thì khoảng 20 bé, còn cũng có thời điểm là lên đến 30 bé. Thì hầu như là các bé vào trung tâm điều trị thì sau một thời gian, các bé ví dụ như những trường hợp mà nhẹ thì khoảng 6-12 tháng thì các bé có thể phục hồi và đi lại được, thì lúc đó là các bé có thể chuyển về nhà và điều trị ngoại trú, đó là lấy thuốc về nhà uống. Và khi nào mà có những trường hợp bất đắc dĩ, ví dụ như gãy xương chẳng hạn, hoặc là đến tái khám định kỳ theo cái lịch dặn của bác sĩ